Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái phôi mai rừng ha, và một cái phôi hải dầu lá nhỏ nha các bạn. Phôi mai rừng này có hoành là 38 ha, hoành đo ngang cổ đế là 38, còn đo bên dưới là nó bự hơn nhiều nha các bạn. Đo cái cũ đế là nó phải tầm 50, hoành cổ đế là 38, chiều cao là nó 60 ha. Đế nôm chân rễ đẹp nha các bạn, hoành 38, chiều cao 60. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 400 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì mình liên hệ nha các bạn. Mai rừng ha các bạn ha, mai rừng Phú Yên nha. Anh em nào thích lùng lực thì mình cắt ngắn lại nha, thì cái đoạn ca từ cổ đế lên đến là mà cắt trên của nó là đến 60 đây các bạn. Anh em nào thích lùng lực thì mình cắt ngắn lại ha. Tiếp theo thì mình đến với một cái phôi hải châu các bạn, phôi hải châu lùng lực ha, rút chi một cốt, một đầu chi nó lỗ ha, và chính vì cái lỗ này nó đã đào tạo nên cái độ rút cho cái phôi các bạn. Hoành là 40, chiều cao từ cổ đế lên là 30. Cây thì rễ đế này kia cũng khá các bạn. Cây này anh em về nuôi nhìn rất là đẹp luôn nè. Nó lỗ tầm khoảng lỗ sâu xuống tầm khoảng 6 6 phân các bạn, 6 cm. Lỗ xuống tầm khoảng 6 cm, tức là tới cái chỗ của cây. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 350 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha. Hải châu lá nhỏ nha các bạn. Cây ngoài nhìn rất là đẹp các bạn. Rút chi ha, bệ đế khá. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 350 ngàn, giá đã bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì mình liên hệ nha các bạn. Bữa nay thì chỉ có Phú Yên thì chỉ có một cái phô mai với lại là một cái phô hải châu thôi. Thì ngày hôm qua nó còn lại cái lô mai Phú Yên thì có 6 phôi, nhưng mà mình cũng đã giao lưu được một phôi rồi, còn lại là 5 phôi ha. Anh em nào lấy hết 5 phôi mai Phú Yên của ngày hôm qua thì em để là cái giá rất là ưu đãi cho anh em về anh em chơi nha. Cây này khá đẹp bạn. Hoành 40, chiều cao 30. 350 nghìn nha các bạn. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.